Bữa nay ngày 15 rồi đó anh em ạ, 15 rồi nhá. Phải nói là không phải miệng nói mà cái thời gian nó làm cho mình chóng mặt phải không ạ? Chào tất cả anh chị em á. Em lại đồ lính Mỹ đã qua sử dụng, tiếp tục lên like cho anh em. Anh em chịu khó theo dõi nha, vì đồ cũ đã qua sử dụng thì người mua phải theo dõi, ưng chốt. Rồi con này là kaki chất vải, à quên, caro, bụng là 82, căng hết cỡ là 90. Con này 84 hộp nhưng dưới ống nó bỏ dây chun vào này. Anh em không thích chun anh em thả xuống cũng được, dài quần là 100. 84 hộp nha, quần thì mới nhưng mà vẫn có bị một chút dơ này. Có một chút dưa nhẹ nhẹ, chốt cho em con này giá là đầu like mà nó mất tem rồi. Bán rẻ 300.000 mã 00, nó mất tem rồi. Mất tem rồi nhá. 300.000 mã 00. Bữa hàng đầu like giùm em nha nhé. Tiếp con này là caro, cũng là hàng cấp phát của lính Mỹ. Con kia là cọc trắng hay còn gọi là không quân. Con này thì rần ri vải caro, 64 hộp, có bào mông, có một cái tem tên này. Bụng là 86, có một cái tem tên này. Tem cũng đẹp mà cái bụng quần này càng đẹp hơn. Hiếm có lắm nha. Bụng mà 84, 86 là cực kỳ hiếm đó. Dài quần 114, chất vải caro. Có cái là nó dính cái gì ta, nó dính cái gì mà thấy lông lông nó xùi lên này. Em nhìn thấy mấy cái sợi lông này trắng trắng không? Em chả hiểu lý do sao hết luôn. Đây là lông không à? Mà không hiểu sao mà nó có lông lông trắng trắng nó dính. Rồi, đều thì rất là đều. Rất là đều luôn. Con này làm sao mà để bán giá này được? Cái bụng đẹp và chiều dài cũng đẹp. Bụng 88, 86, 88 là ngoan chứ. Con này em bán cho anh em là 400 ngàn. Không có bán giá này đâu. 400 ngàn, trong này có một cái tem này nha. Mã 95. 400 ngàn mã 95. Quần là báo cáo anh em là quần hiếm lắm nha. Áo thì đầy với quần cực kỳ hiếm. Tiếp một con flop tàu hàm, con này là chất vải có chất ni lông, vải kháng lửa nhưng mà lại đi mưa nhẹ nhỏ được và mưa to là ướt. Con này mùa đông ạ, hàng cấp phát của lính Mỹ, tàu hàm size small 34-36, hàng chuẩn bao cấp phát nha. Con này nó sử dụng rồi cho nên nó đổ lông này. Lông này thì nếu mà có thời gian bứt như vậy thì nó không hết đấy, chỉ cần phứt như vậy thôi. Nhưng mà em thì không. Cứ để kệ, ai thích thì chốt, không thích thì thôi, cho nó lẹ. Cổ đều màu nha nhé. Con này đều màu, đều và đẹp hết luôn nha. Có cái là cái miếng dán của nó giật lên giật xuống thì thấy nó hơi, cái lông này không có mướt cho lắm nữa đâu này. Đấy, bo đều và đẹp mà. Trên vai của nó thì nó gỡ cái tem này, thằng này gỡ ngu quá. Trên này là có một cái bằng cấp ở trên cầu vai á, mà nó bị móc một chút này. Con này là may vào đây lại một cái tem. Cặp tem, chỗ này nó móc một chút siêu rồi đó. Con áo quá là đẹp mà nó móc một phát trên cầu vai rồi. May vào đây cho em một cặp tem. Nó may hai bên hai con tem á, mà nó gỡ mất rồi. Thì mình may lại một cặp tem cái là ok. Con này là vai 53, dài áo là 68, 53, 68, 53 và 68 nha. 68 là chiều dài khá là dài với một con flop trên 1m7 đúng không? Rồi con này chỉ được 60-65kg, 60kg cho nó thoải mái, 60kg thôi, không có lên được 65 đâu. Chốt cho em 3 triệu, mã 94. Chỗ này mình may lên cặp tem là ok nha. Nó bị có nghĩa là có một vết móc móc nhẹ nhẹ thôi, nó gỡ tem nó không khéo. Tiếp cái quần, quần áo, bố hôm ai mua cái quần thì chốt quần áo để ghép bộ này.
áo chất vải caro vai 45 là 670 kg, dài áo là 76 thì cao 1m67, 2 túi. Nhưng mà form tứ hộp mới keng xà beng của hãng Bubber. Hãng Bubber này bữa hôm em có con biết màu gì ha. Mới keng xà beng luôn. Chốt giùm em con này là 400.000 mã 89. Tiếp một con tàu hàm nữa này. Con này cũng là chất vải kháng lửa mới đẹp. Mùa đông luôn anh em. Size small luôn này. Rất là đẹp. Small là nó hơi bé ha. Mới kíp con. Nói chung là chuẩn hàng cấp phát của Mỹ, của lính Mỹ. Mới và đẹp. Mới và đẹp. Em đo vai và chiều dài nha. Vai của nó là 51-52. Dài áo là 67, cao trên 47, vô tư. Thường 1m73 là nó bận là dài 63-64 luôn rồi đó. Là người ta bận đúng chuẩn phi lốt, nhưng mà cái này phụ thuộc vào anh em. Con này chỉ được 5-60 kg thôi. Mới kem. Chốt cho em con này là 3.8 triệu mã 93. Ở đây là những miếng dán thì anh em thích thì chơi tem lên ha. Rất là ngầu mới lắm. Em khui được lô này thì có được mấy con mới á, nhưng mà nó không có nhiều đâu. Con nào đẹp em lên trước đó. Anh nào muốn mua con đẹp thì tranh thủ chốt thôi. Tiếp một cái quần này vải kaki của lính Mỹ ạ. Đấy mưa. Vải kaki của lính Mỹ. Đường mưa 88. Con này màu mốc. Dài quần là 100, cũng 88. Ai mà mua nhắc em đưa cái cúc về đơm nha. Màu mốc con này có vết yểm đúc con này. Đấy, có vết yểm đúc hai bên thôi nhá. Màu mốc thì nó không có được mới. Nhưng mà con này nằm 93%. 300.000 mà 88. 300.000 mà 88. Tiếp quần M65 cho anh em này. M65 nha. Con này là bụng là 114. Vải M65 là nó dày như nhỉ. Dài quần 108. Đẹp đều. Không có lầm lỗi gì hết. Wow. Con này bán rẻ cho anh em luôn. Bụng hơi bự. Con này bình thường là 1.5 triệu bao ạ. Bán rẻ 400.000 mã 92. Ai được to mua được rẻ này. Tiếp con này là con này sa mạc chất vải caro, nhưng mà cũng mất một cúc. Anh em nào mua thì đơm giùm em một cái cúc nha. Nhắc. Cái bụng của nó là 78. Bụng của 78 là size small á. 78 mà dài 108 là reo lơ á. 6 cái hộp chất vải caro em khui nó còn nhanh cho nên không có được đẹp cho lắm. Quần thì đang đẹp lắm nhưng mà không có tốt, cho nên là anh em về ủi cho phát nữa là đẹp như gái 18 luôn. Qua trời đẹp, xuất sắc, sai hiếm mà quần đẹp. 500.000 mã 90. Chơi con nào ra con đó nha nha. Chơi con nào chất thì nó sẽ chất như con đấy nha. Con này là bụng 72. 72, sinh lề mới. Sinh lề, quần kaki tiêm vàng dài 106. Trời ơi, con này mà nói bụng 80 trở lên thì em bán 900.000. Bán rẻ anh em con này luôn, 500.000 mã 91. Ai được nhỏ mua được rẻ nha. Đáng lẽ con đó em vẫn bán 800.000 nhưng phải bán 500.000 không. Tiếp con satin này. Nhưng mà đôi khi em bán mát thì anh em tận dụng cơ hội để mà chốt. Chứ đôi khi mà em đã quay trở lại cái gọi là tỉnh táo lại thì anh em không có phần đâu. Không có phần mua cái giá đó đâu. Con này là vai 42. Dài áo 72 satin của Mỹ à. Dài áo 72, con này giá lao động khỏi độc đời, em bao hàng cấp phát cho anh em nha. Cái giá này nó có bị giật trong đây. Một con satin xanh lè đẹp như vậy này. Đấy. Ở đây nó gỡ tem thì có xước xước một chút nhẹ thôi.
xước một chút nhẹ thôi nha. Ngoài ra không có lụng rách gì hết, nó chỉ xước nhẹ thôi. Đó, qua bên này đều đẹp, em đo lại cái vai cái mà. Vai 42. Vai 42 dài 71. Em sẽ bán lại anh em con áo này. Vai 42 là 50 đến 60 kg, một con satin đẹp không lụng rách. Nó chỉ có cái vết đường gỡ tem thôi. 50 đến 60 kg. Chốt giùm em 800 ngàn bán theo Zalo mã 87. 800 ngàn xanh lè nhá. Xanh lè và đẹp. Cái quần các ký tem vàng đó đáng lẽ em bán 800 đó, nhưng mà em vẫn để giá mát đó luôn, không bớt nữa, không lên nữa, chứ không con đó là em phải lên đúng giá đó. Tiếp một con bộ đồ chất vải kháng lửa của Dubai, chất vải kháng lửa. Cái con này là y hệt cái con pilot tàu sân bay, quên pilot tàu hạm, con vàng cát hôm qua hôm kia em lên cho anh em ấy. Cho nên là con này thì con này là con hơi bị chất mát. Vai 55. Vai 55 bụng là 108. 108 tức là con này là 8-90kg rồi đó. Em đo chiều dài cái bộ này rất là mới. Ai thích bẩn nguyên một bộ cũng đẹp, cắt rời ra cũng đẹp mà. 85 tức là 1m70, quá trời là đẹp luôn này. Tay con bóc này đẹp mới kem, mới kem xà beng nha, mới kiếm con luôn. Thông tề cái miếng dán này nó chưa có dán, chưa có gỡ ra. Rồi 600.000 mã 85. Ai thích con này là 800.000 mà bán 600.000 em là bị chập mất rồi. Con này là bán chập rồi đấy. Sao mà đồ mới khui chưa bán lại vốn mà lại bán sale giá rẻ rồi trời. Tiếp con satin 4 túi anh em, màu xanh, xanh ngọc. Rất là đẹp, dễ kéo đồng, mất cúc một cái anh em nhắc em đơm cái cúc nữa thôi. Rồi cái bụng của nó là có 70 X small này. Dài quần là 110. X-mon là 50-60kg thôi. Rồi con này đều hết nha. Túi tiếp gì đều hết, chỉ có bị dơ đây này. Ở đây bị dơ một chút nữa. Qua bên này bị dơ này. Dơ này như dính nhựa đường thôi. Chốt cho em 500.000 mã 86. Hết rồi. Em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh em video tiếp theo nha. Còn cái bộ vòng cát, bộ bay này, anh em mà có thích thì em sẽ bật vào cho anh em xem nhé. Con này thì mới kích, nó là 80-90kg, nhưng mà em năm mấy ký thì em bật vào để anh em dùng. Tiền lợi em làm cái hình thumbnail luôn, em bật cho anh em coi này, dòm được, nhìn thấy được thì ta quất nha. Nó to nhưng mà thành ra nó không to. 80-90kg là chưa có miếng dán này. Tay thì có miếng dán để dán này. Đấy, không gọn này. Còn cái lưng này này, anh em dán lại được. Thấy không, 80-90kg đâu. Em bằng chừng này, mới chừng này nó ra như vậy rồi. Còn này, em 50-60kg thì ôm dán lại. Dán lại luôn được 6, 7, 8, 9, 10. Tức là con này phi size em chiều dài nó hơi thiếu đúng không? Đấy em 50 mấy ký là bận ok luôn này. Dính lại anh em 60, 70, 80, 90. Khác là phi size ha. Ok. Rồi chốt chúng em là 600.000. Con này em bán hơi, kiểu như là bán mát á. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em và tiếp theo video tiếp theo nha em.